xanh này, ngựa này, chính này, với lại thất này. Là bốn bà này chạy được rồi đấy. Lụa là chạy mượt phép rồi đấy. Lụa với bồ công anh là chạy vào nhạc mượt rồi. Còn chính với lại thất cố thêm một tí nữa là sẽ vào được nhạc ngon. Lụa ơi, kéo xuống bằng nửa bàn chân nữa thôi cho nó ngon. Cho nhẹ. Bây giờ em chỉ cần chỉnh lại nửa bàn chân thôi, nó khác không? Chỉnh đi cho nó ngon hẳn đi. Đấy, có nhẹ hơn không? Ok, đấy, mượt phát, nhẹ tưng. Đấy, người nó rất béo nên nó chạy đúng kỹ thuật, cái nào nhẹ ngay. Nửa bàn chân rồi đấy, ai chạy nửa bàn chân thì đều rất là vừa dai sức. Nó không mệt. Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Yo.